Thưa quý vị, sáng nay, nhiều tỉnh thành phố đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo nhiều hình thức khác nhau, từ trực tiếp đến trực tuyến, khai giảng qua truyền hình, nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Tại tỉnh Gia Lai, trên 390.000 học sinh các bậc học đã bước vào năm học mới sau buổi lễ khai giảng chung được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai. Theo lịch trình, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn tỉnh Gia Lai sẽ bắt đầu học vào ngày 6 tháng 9, trừ hai địa phương là thành phố Pleiku và huyện Krongpa đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp học tiểu học sẽ đến trường từ ngày 13 tháng 9. Cấp học mầm non sẽ tổ chức cho đi học lại sau khi tình hình dịch trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ. Khoảng 450.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến và qua hệ thống truyền hình, phát thanh của địa phương. Tuy vậy, việc tổ chức khai giảng vẫn đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, đọc diễn văn khai giảng, đánh trống khai trường, bảo đảm trang nghiêm, gọn nhẹ, an toàn, lan tỏa đến học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh. Tỉnh Nghệ An có hơn 850.000 học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến. Do nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang cách ly xã hội, nên lễ khai giảng trong sáng nay được rút ngắn trong thời gian 30 phút, bảo đảm các điều kiện giãn cách an toàn. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức. Ngay sau lễ khai giảng, toàn bộ các cấp học, bậc học trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An tổ chức dạy học trực tuyến. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp tại duy nhất một cơ sở giáo dục và phát sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ này. Chương trình lễ khai giảng kéo dài trong khoảng 45 phút với đầy đủ các nghi thức, chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, phát biểu của lãnh đạo tỉnh và đánh trống khai trường. Năm học này, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 350.000 học sinh, cán bộ, giáo viên ở 667 trường học. Hòa chung với không khí khai giảng của cả nước, hơn 200.000 học sinh của tỉnh Lào Cai đã khai giảng năm học mới 2021-2022. Lễ khai giảng được tổ chức bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại lễ khai giảng, cùng với những mục tiêu sẽ phấn đấu trong năm học mới, lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, để nhà trường thực sự là một pháo đài, mỗi thầy giáo, cô giáo và mỗi học sinh là một chiến sĩ trong cuộc đấu tranh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại tỉnh Yên Bái có hơn 226.000 học sinh ở 445 cơ sở trường học khai giảng năm học mới 2021-2022. Mặc dù tỉnh Yên Bái vẫn đang là vùng xanh, nhưng lễ khai giảng tại tỉnh vẫn thực hiện bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Thời gian khai giảng ngắn gọn trong khoảng 30 phút, thành phần tham dự là học sinh khối đầu cấp và cuối cấp khai giảng trực tiếp, còn lại khai giảng trực tuyến nhằm giữ khoảng cách an toàn, không quá tối đa 400 học sinh để phòng chống dịch COVID-19. Trong điều kiện dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt, các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. Lễ khai giảng được diễn ra ngắn gọn, tập trung, trang trọng, lược bỏ phần diễu hành và các chương trình văn nghệ. Chỉ tổ chức khai giảng tập trung với khối lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Các khối lớp còn lại nhà trường tổ chức cho học sinh dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà. Tính đến ngày 25 tháng 8, toàn thành phố Hải Phòng có hơn 11.760 cán bộ, giáo viên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 31%. Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội, đây là năm học đầu tiên ngành giáo dục thủ đô tổ chức một lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh trên địa bàn, truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội. Dù đặc biệt hơn những năm học trước, song những cảm xúc, niềm tin và cả hy vọng trước một năm học mới vẫn lan tỏa trong mỗi một gia đình. Lễ khai giảng đầu năm học luôn là dịp được mong chờ nhất không chỉ với các bạn học sinh mà còn của những người thân trong gia đình. Ông Trần Quý Liên cũng không phải là ngoại lệ. Việc cô cháu gái bước vào ngưỡng cửa của trường tiểu học khiến ông chăm chút, hướng dẫn tỉ mỉ từ việc chuẩn bị sách vở ra sao cho tới việc sắp xếp đồ dùng học tập hợp lý như thế nào. Bên cạnh ông, cô cháu gái cũng thực hiện theo hướng dẫn một cách đầy hào hứng. Cũng dễ hiểu bởi đây là lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời học sinh. Năm nay do điều kiện đặc biệt cho nên tuân thủ theo cái quy định của chính phủ thì sẽ không tổ chức khai giảng tập trung. Nhưng mà dù vậy thì gia đình, ông bà này, bố mẹ này cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để cho các cháu có một cái cảm giác như là một cái ngày khai giảng thực sự ở trường. Nhân dịp này sẽ chúc cháu của ông cùng tất cả các bạn
học sinh bước vào năm học mới mạnh khỏe, vui vẻ, phấn khởi và đạt được nhiều kết quả tốt trong học tập. Dậy sớm, chuẩn bị cho lễ khai giảng, cô học trò lớp 12 này quyết định chọn cho mình bộ đồng phục mùa hè thay vì chiếc áo dài trắng như năm ngoái. Không quá hồn nhiên, tinh nghịch như những năm trước, mà thay vào đó là chút tĩnh lặng, chút bâng khuâng, bồi hồi của những học sinh cuối cấp. Bởi đây sẽ là lần khai giảng cuối cùng của em trong màu áo học trò. Con cảm thấy vui vì nó rất đặc biệt và chưa một thế hệ học sinh nào khó. Nhưng mà cũng hơi buồn vì không được đến trường gặp thầy cô và bạn bè và có những cái kỷ niệm rồi chụp ảnh với nhau. Đấy là một cái động lực để bọn con cố gắng nhiều hơn nữa trong một cái năm học mới, đặc biệt là năm cuối cấp này. Bởi vì mình sẽ phải chấp nhận những cái thử thách đấy để mà cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được cái mục tiêu của mình. Từ những em nhỏ đầu cấp cho đến những học sinh cuối cấp thì ngày khai giảng đều đánh dấu sự bắt đầu cho một chặng đường mới. Bài học đầu tiên của năm học mới, tiết học đầu tiên của một ngày mới, lời nói đầu tiên của một cuộc gặp gỡ mới, thiêng liêng và đầy niềm tin. Sự bắt đầu thiêng liêng như thế, ngày khai giảng có quyền năng kỳ diệu đến thế, thì cho dù được tổ chức trên sân trường hay trên các thiết bị công nghệ, thì học trò cả nước vẫn đang cần lắm một sự chuẩn bị chu đáo cho một năm học đặc biệt. Trong năm học tới thì ngoài chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi quan trọng thì con sẽ cố gắng lưu giữ thật nhiều kỷ niệm nhất có thể với thầy cô và bạn bè. Con sẽ có một buổi lễ khai giảng thật vui. Thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước vào thời điểm hiện tại thì cũng đã bắt đầu năm học mới theo thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên thành phố sẽ thực hiện học qua Internet. Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức khai giảng và tựu trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện thành phố có khoảng 6.600 học sinh là F0 nhưng hầu hết đều không có triệu chứng nên các học sinh này vẫn có thể học tập trên Internet. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tại thành phố sẽ bắt đầu năm học mới từ ngày 6 tháng 9. Riêng bậc tiểu học sẽ tập trung vào ngày 8 tháng 9 và có khoảng 2 tuần để làm quen với lớp và ôn tập củng cố kiến thức. Chúng tôi cũng đã có tổ chức xây dựng các cái phiếu học tập và sử dụng cái mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ đến từng nhà. Hiện nay thì đã xây dựng xong cái mạng lưới này, tất cả các phường và đều có cái mạng lưới cộng tác viên cũng như là cái giáo viên tình nguyện hỗ trợ cho học sinh đưa các cái phiếu học tập, hướng dẫn học tập đối với lại các học sinh từng tuần một. Qua khảo sát, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 4% học sinh gặp khó khăn khi học trực tuyến. Vì vậy, ngành giáo dục thành phố đề xuất thực hiện một số giải pháp hỗ trợ, trong đó có việc tổ chức dạy học qua truyền hình và sử dụng kho tài liệu trực tuyến. Đồng thời vận động mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ trang thiết bị phục vụ học online cho học sinh.